mấy bữa nay quay cái náo nguyên cây không à? à, mà cái dây cao su á thì anh em hỏi anh em mua quá trời luôn mà cứ vào là mình báo giá công khai từng sợi từng cộng to nhỏ bao nhiêu mà anh em cứ hỏi giá bao nhiêu tôi nghe nói giá đó tại sao bán giá đó ok hôm nay báo lại lần nữa nha <laughs> dây này là dây nhỏ nhất anh em bán là dây ống là dây 5 ly 5 ly nó tầm đầu đũa ăn à, đầu đũa ăn thì nó có hơi nhỏ nhỏ hơn tí hơi to to hơn tí thì cái tầm cái à cầm đầu đũa ăn đũa nhỏ đi nha thì uh, mà đổ đổ thôi em cầm lên tay cái tay em cũng thuộc dạng là um, tay người trung bình thôi không to quá cũng không nhỏ quá em sáu chục ký thôi <laughs> đây anh em nhìn nha cái này báo giá anh em 12 hai m mười hai mét mua 10 m bao ship nha lỗ trong là hai ly ở trong hai ly à, uh, vậy thì nó dày bao nhiêu anh em em chỉ cho anh em luôn nè là ở trong hai ly mà ở ngoài 5 ly thì nó sẽ còn bao nhiêu anh em? Trừ ra còn 3 ly đúng không? 3 ly nhưng mà dàn ống thì nó chia làm 2, chia là mép bên này và mép bên kia đúng không? 3 ly thì chia 2 ra thì dây này dày 1 ly rưỡi nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái dây to hơn một xíu là dây 6 ly. Đây, đây có dây 6 ly luôn nè. Dây 6 ly mà anh em kê vô cái dây 5 ly thì chắc chắn là dây 6 ly nó hơi to hơn chút anh em thấy chưa? 6 ly hơi to hơn chút ha. Thì lỗ này lỗ như anh em? Lỗ 3 ly. Vậy thì nó dày bao nhiêu anh em? Anh em cũng trừ ra cho mình ha. Ở ngoài 6 ở trong 3 dây 36 nha anh em nói dây 36 hay dây 63 mình đều biết nha dây 36 dây 63 là 15 000 mét 10m bao ship anh em trừ ra là biết rồi ha 6 trừ 3 còn 3 chia cho 2 thì mỗi mép nó sẽ còn 1 ly rưỡi anh em nha về 1 ly rưỡi nha khá là ok mẫu này chuyên sử dụng cho cây vip 12 bạn bản 1 bản 2 luôn ha vip 12 là chơi dây này nha nếu thể mua dây này còn một dây to hơn đó là dây bao nhiêu anh em dây 7 ly đây dây 7 ly là dây vàng này nè nó có đỏ vàng luôn nha anh em thì nói chung mỗi lô mỗi về màu khác nhau hết nên là anh em mà muốn chỉ định thẳng màu gì anh em nhớ nói nha còn không là mình chỉ bóc có hàng nào gửi hàng đó là có khi về màu vàng có khi về màu đỏ có khi thì một số dây nó còn về màu xanh màu đen gì nữa thì cái đó thì ít thường là về màu đỏ hoặc màu vàng thôi thường là màu đỏ là nhiều nhất nha ok anh em thì mẫu này dây 7 ly thì nó cũng lỗ như anh em thấy lỗ khá nhỏ không bằng cái dây 6 lúc nãy đây dây 7 nó sẽ to hơn dây 6 con tẹo nè anh em thấy không dây 7 thì lỗ 3 thì nó sẽ dày bao nhiêu anh em? Dày hơn cái dây 6 nhiều đúng không? Dây này bán 20 000 mét em nhé. Dây này khá là căng tại vì lỗ nó nhỏ, nó dày tới 2 ly lận nha. Anh em trừ ra 7 trừ 3 chia 2 còn 2 ly mỗi bên nhá. À tiếp theo thì nó sẽ à cái này thì cái độ độ chừng của nó là sẽ nhỏ hơn điếu thuốc một tẹo anh em ạ, nhỏ hơn điếu thuốc một tẹo ha. Nhỏ hơn điếu thuốc một tí tẹo. Đây tiếp theo là dây, dây nào anh em? Dây này là dây 8 ly. 8 ly thì nó sẽ to hơn như 7 ly một tẹo. Đây. Dây 8 ly thì nó độ độ, độ tầm bằng điếu thuốc anh em. Ạ. Độ, độ tầm bằng điếu thuốc thì mẫu này nó sẽ là 25 000 một mét à quên mẫu này nó có hai nó hai loại lỗ anh em lỗ này hơi to hơn lỗ dây bảy rồi nè anh em thấy không à, lỗ này thì nó sẽ là à, lỗ 4 ly 4 ly anh em ạ à. thì ở ngoài 8 mà trong 4 thì nó còn bao nhiêu ly anh em còn 4 ly mà mình chia làm hai ra ha thì nó là dây 2 ly à, dây này cũng khá là mạnh mạnh hơn cái dây bảy lúc nãy vì nó to hơn tiết diện của nó sẽ à, mập hơn to hơn dây này tầm tầm bằng điếu thuốc nha anh em Dây bán 25 ngàn một mét anh em nha Và còn một mẫu nữa là dây Cũng là dây 8 này luôn Nhưng mà nó lộ nhỏ hơn Nó lộ 3 ly Thì um, anh em có thể là trừ ra 8 3 còn 5 Như vậy thì nếu mà dây ở ngoài 8 lỗ 3 Thì nó sẽ là Bao nhiêu anh em Là 2 ly rưỡi đúng không 2 rưỡi Nếu như vậy thì uh, Dây này nó sẽ mắc hơn cái dây lỗ 4 À quên Dây lỗ 3 nó sẽ mắc hơn dây lỗ 4 Dây lỗ 4 25 ngàn mét Thì dây lỗ 3 nó sẽ là 30 ngàn một mét À, tiếp theo là dây 9 ly dây 9 ly đây luôn nè dây 9 ly thì nó sẽ to hơn dây 8 ly một tẹo nhưng mà dây dây 9 ly là dây vàng này nha thì mẫu này nó cũng rẻ tại vì lỗ nó khá to nè mẫu này anh em sử dụng làm ná cầm tay rất là ok nè tại vì nó mỏng đó, nó mỏng nhưng mà nó dặn ống thì nó sẽ khó đứt hơn là cái dây dẹp mà anh em cắt dây dẹp anh em cắt chỉ cần nó đập chạc nó chỉ chày một xíu thôi là sau đó cái vết chày đó nó sẽ kéo giãn và nó sẽ đứt từ cái vết đó nó mới đứt ra còn riêng cái dây dặn ống này mà à, nó hơi mỏng tầm một ly rưỡi nào thì anh em có thể bắn những cái viên bi to như bi 10 bi 12 hoặc là làm da to để bắn bi chai của nét chơi à, mẫu này thì mấy anh em à, <laughs> đi săn đêm rất là thích nè tại vì có thể bắn bị bịp và gà rừng bằng viên bi chai rất là ok cỡ đó thì bắn không sẽ chạy được còn nếu mà anh em bắn nhiều khi bằng bi nhỏ bi bảy bi tám đôi khi không trúng chỗ hiểm chim mang bi bay là bình thường anh em hay săn chim ngủ trên cây mà anh em bắn nó cũng bắn bi nhỏ nó khó ăn lắm chứ không phải dễ đâu phải bắn à, nói chung là chỗ nghiệt chỗ hiểm mới được còn riêng cái viên bi chai cứ giữa ức giữa người là rớt nha anh em đó nên là cái mẫu này em bán cũng rất là chạy luôn dây 9 ly à, còn cái dây à, tại sao mà cái dây 7 ly dây 8 ly mà lại bắn không ngon là tại sao <laughs> dây 7 ly dây 8 ly đối với những thanh niên to khỏe và bắn viên bi to như bi chai mới bắn được nha Còn nếu mà anh em sử dụng dây này mà da nhỏ để bắn à, bắn bắn cái viên bi 7 bi 8 á, thì nó rất là mạnh luôn khi anh em là một sợi dây này rất là nặng luôn mà hai sợi thì anh em cầm cái viên bi nhỏ anh cầm như thế này đúng chưa ôi hai cái đồng tay này nó cực kỳ đau anh em ạ à. anh em bắn viên bi chai viên bi to anh em có thể cặp nguyên cái này đó anh em dùng lực anh em kéo mà phải là thanh niên nha chứ nhỏ hoặc là lớn tuổi một xíu kéo không nổi rồi đó còn cái này anh em cũng có thể chơi bi 8 được nè nó vừa có thể bắn bi nhỏ được vừa có thể bắn đi chai được nên mẫu này thì làm ná cầm tay nha còn như mẫu mà dây 7 dây 8 mà loại dày từ 2 ly đổ lên thì người ta hay sử dụng làm súng ná cao su hoặc là làm dây kéo nỏ hoặc là làm một số cái bẫy mà gọi là bẫy sập á bẫy sập mà sập chim sẻ sập chim ri ở ngoài đồng á thì người ta hay thắt dây thun để người ta kéo nhưng mà dây thun đó thắt được thời gian là nó sẽ đứt nhưng mà dạng ống này nó rất là bền Dạng ống này rất là bền nha Nó sẽ khó đứt Hoặc là một số anh em mà Làm mà ná bắn mũi tên Mà để uh, lặn biển rồi đó Ở ngoài vùng miền trung á Thì hay mua hàng bên em lắm Nói chung là hàng bên em thì Cái chất thung á Thì nó cực kỳ là ok nha anh em Nó y như Anh em có tưởng tượng nó y như cái sợi dây thung mà Anh em chơi bún thung ngày xưa vậy đó Dây thung mà ràng uh, Bịch sinh tố rồi vậy đó Kiểu vậy nha thì nó giãn rất là kinh nhưng mà nó làm dạng ống này thôi cái chất thun thì cũng y như vậy ha thì anh em biết là cái cái chất đó nó giãn là ok cỡ nào rồi đúng chưa thì một cái mẫu cuối cùng đó là mẫu dây 10 ly dây này to anh em thấy chưa to hơn nè tám chín mười nè cái dây bên này là dây to nhất dây 10 nè mẫu này thì em đang bán là 30 000 ngàn một mét anh em nha tại vì sao tại vì cái lỗ nó khá to để em kéo cái lỗ cho anh em xem cái lỗ nó khá to nhưng mà nó lại được anh em rất là ưa chuộng đây Mẫu này là khá mạnh rồi nhưng mà nó lỗ xấu nè Nếu anh em muốn mạnh hơn anh em nên mua dây này về để lồng cái dây nhỏ vô có thể lồng dây 6 hoặc dây 5 vô à, Em khuyên anh em nên mua dây 5 lồng cho dễ lồng Dây 6 mà lồng vô lỗ 6 thì nó cực kỳ là khó Thường anh em sẽ cắt nhỏ ra từng đoạn anh em lồng chứ anh em đâu có để nguyên sợi dài lồng được đúng không Cắt từng nhỏ ra lồng để bắn mũi tên bắn súng chỉa, bắn cá Các kiểu thì rất là ok Tại sao à, Có nhiều anh em là yêu cầu em là có dây thun lỗ đặc luôn không, không có lỗ không à, Hoặc là lỗ nhỏ hơn nữa không, có không Thì Ví dụ như là kêu dây 12 mà lỗ 3, lỗ 4, lỗ 5 Hoặc là dây 10 mà phải tầm lỗ 3, lỗ 4 thôi Thì em khuyên anh em nè Anh em đừng có chơi cái dây nào mà nó dày quá hay ly rưỡi hết á Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều anh em phản hồi với em Và cái lô đầu tiên em nhập về Và em bán cũng rất là nhiều người Khiếu nại, khiếu nại là tại sao? Không phải thun nó kém thun nó vẫn là ok nhưng mà khi nó dày quá thì khi anh em kéo giãn cái độ co lại của nó là anh em cảm giác nó rất là mạnh nhưng mà tốc độ co lại của sợi thun anh em tưởng tượng là anh em sẽ biết tốc độ co lại thì khi nó quá dày tốc độ co lại thì nó nó co chậm nó co nhưng mà nó co chậm Nên khi anh em kéo anh em cảm thấy cái lực rất mạnh nhưng mà khi nó co lại nó co chậm thì cái đó gọi là độ đàn hồi đúng không anh em độ đàn hồi thì nó không bằng cái dây mỏng được nó phải tầm hai ly hai ly rưỡi là rất ok rồi anh em đừng có trong nó 3 ly 4 ly 5 ly làm gì nó dày như vậy thì cái dây nó bị chai á nè cảm giác như là nó bị chai đó. cái cái lực mà anh em dùng hai tay hai chân anh em đẩy anh em kéo ra thì anh em thấy nó mạnh tại vì nó to nó đặc mà nó 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 lỗ nhỏ mà nhưng cái tốc độ co lại của sợi thun nó không bằng cái sợi thun mỏng được đó tại sao anh em nào mà bắn cái uh, uh, ná mà anh em bắn uh, ná cầm tay đi là anh em biết có những anh em là bắn chuyên bắn những sợi mỏng tầm 065, 075 hay là à, nói chung là những cái sợi mỏng 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 thôi tới tầm 1 ly 1 ly mấy á thì người ta chỉ sử dụng cho súng ná chứ người ta không bắn ná cầm tay. Anh em hiểu nha. Tại vì ví dụ như súng ná VIP 10 đi thì anh em sẽ bắn tầm 1 ly mấy được tại vì khi đó anh em đạp ra, anh em dương, anh em bắn mà cự ly của anh em khi lắp laser chỉ bắn tầm 20 m đổ về là nó chuẩn nha. Còn anh em bắn xa hơn thì không không được ok như cái ná cầm tay đó tại sao có nhiều anh em cứ tưởng tượng nè, cái ná cầm tay người ta còn bắn được chim ba bốn năm mươi mét mà sao cái ná ná nó Súng um, xuống là tiến á như mấy cây vip 10 nè thì chỉ bao chuẩn ở 20 mươi mét tại vì anh em lắp ống ngắm này ở xa anh em nhìn đâu có rõ đâu nó đâu có dung được mà cái cái dung được thì đường đạn lúc đó là cái dây nó quá mạnh đi mà viên bi cũng phải mạnh theo <laughs> Cái viên bi ấy, nó phải có đủ độ nặng để phù hợp với cái lực của sợi dây. Anh em phải hiểu như vậy. Khi mà anh em bắn cái dây quá lực mà anh em bắn viên bi quá nhỏ. Thì nó bay nó lướt mất tiêu luôn. Anh em không biết trúng đầu luôn. Bay lướt kinh lắm. Có nghĩa là giống như bọc gió mạnh quá nó bọc gió. Kiểu vậy. Anh, viên bi nó không xé gió được như cái viên đạn trì. Anh em hiểu không? Kiểu như vậy mà. Cái cá... Cả... BCB và chữa cháy thì anh em cũng chỉ bắn tầm 30 mét chuẩn thôi chứ bắn xa nữa đâu có chuẩn đâu anh em hiểu chưa Đó. thì nó sẽ có cái nào cũng phải có cái nguyên lý của nó thì mình chỉ nói đại khái anh em nào có từng chơi rồi có từng trải nghiệm với một số dòng anh em sẽ hiểu ý mình Đó. và mình nói là mình nói sự thật <laughs> chứ mình không lừa anh em ừ anh em có thể mua cây này vì bắn 50 mét anh em có thể bắn 70 mét không bao giờ anh em chỉ khuyên anh em là về bắn chim ngủ đêm bắn ngọn cây tre này, bắn ở ngọn cây sầu riêng này, bắn những cái cửa ly tầm 20 mươi mét thì anh em bắn anh Minh cũng đừng đi săn sóc mình quay thực tế lên cho anh em xem rồi đúng không ok mình chào tất cả anh em nha chúc anh em sức khỏe bình an thật đáng nhé bye bye anh em nha